Sáng ngày 17 tháng 4 năm 2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang cho biết đơn vị đã tống đạt các quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Phan Văn Non, sinh năm 1997, cư trú tại ấp Vĩnh An, xã Vĩnh Hòa, Thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang, về tội trộm cắp tài sản. Theo thông tin từ cơ quan điều tra, do không có tiền tiêu xài nên Phan Văn Non nảy sinh ý định đi tìm tài sản của người khác lấy trộm. Khoảng 21 giờ 10 phút ngày 27 tháng 3 năm 2023, Non điện thoại cho Trần Văn Hậu, sinh năm 2006, cư trú ấp 4 xã Vĩnh Sương, thị xã Tân Châu, là người đang trông coi bè nuôi cá của ông Huỳnh Thanh Long, sinh năm 1990, cư trú địa phương với mục đích trụ hậu cùng câu trộm cá của ông Long thì hậu đồng ý. Đến khoảng 22 giờ 40 phút cùng ngày, trong lúc non và hậu đang câu cá trộm dưới bè thì ông Long thức giấc phát hiện có người câu trộm cá nên đã điện thoại báo cơ quan công an. Nhận được tin báo, lực lượng công an đã nhanh chóng đến hiện trường, đồng thời bắt quả tang Non và Hậu đang câu trộm cá tại bè. Tác vật thu giữ gồm một cái giật xúc cá, một cái rộng đường cá, 10 cây cần câu máy và 21 con cá hú, tổng trọng lượng khoảng 24 kg tại cơ quan công an non và hậu khai nhận trước đó đã có nhiều lần câu trộm cá của ông lồng bán lấy tiền tiêu xài được biết phan văn non là đối tượng đang chấp hành án treo tại địa phương về tội trộm cắp tài sản mà vẫn cố tình xem thường pháp luật tiếp tục đi ăn trộm hiện vụ án đang được cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã tân châu tiếp tục điều tra làm rõ